thăm bà. Thăm bà, thì buổi thăm bà vui lắm nha. Ngoại quốc nhiều, Nha Trang này có vẻ người Trung Quốc và người Nga nhiều. Thank you.
em nhận giúp qua đây. Em nhận giúp cho thằng thiếu niên chứ. Đây là thằng thiếu niên chứ. Mất cơ chứ mấy cũng cả rồi. Thì co đây. Xây rất khít, người ta đặt rất khít đây. Các bạn xem, rất là khít. Không có mạch vữa. Rất là mờ, rất là ít mạch vữa, một chút. Tồn tại rất nhiều năm. Và gạch này thì cũng không phải gạch già. Cũng vừa phải. Thành ra có vẻ như là sau này nó quyện vào nhau. Không phải gạch già. Bắc cảnh này rất là già, như đây là non, thậm chí là mình nhìn thấy nó. Rồi, cảm ơn em. Đó, mình sẽ vào cái chỗ sâu chỗ này. Cái không phải gạch già. Rất là khít và gạch ở đây rất là phẳng và chúng ta rất là chuẩn. Dale.
lên với lịch sử. Đây là trọng trọng của bạn tài. Trường vào năm 817 ngày 23 tháng 3 mình tổ chức lễ lúa cúng dâng hoa rất long trọng đó, ngày 23 tháng 3 mình. Hôm nay là ngày 12 tháng 3 23 tháng 3 là trong tháng này sẽ có tổ chức cái lễ đó. Này rất là sạch đẹp. Đầu tiên mình đến Nha Trang thấy cái đèn này sạch đẹp, rất là sạch. Có trong ăn trong cũng rất đẹp. Kiến trúc của người Chăm rất đơn giản nhưng rất là đẹp. Phải nói là họ làm rất đơn giản, họ không cầu kỳ. Các khắc chạm của họ cũng rất là đơn giản, mộc mạc, nhưng nó chân thật, nó rất là thật. Có vẻ nó thật như là tính cách của người Chăm. Rất là mát. Mình vừa cùng các bạn đi du lịch Bắc Bản. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, thành công.